Chiều 25 tháng 4, Ban tổ chức lễ hội Chí Linh Sơn báo cáo Thường trực Huyện ủy về tiến độ chuẩn bị cho lễ hội Chí Linh Sơn năm 2023. Tham gia hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành viên Ban tổ chức lễ hội Chí Linh Sơn năm 2023, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Chí Năng. Để chuẩn bị tốt cho công tác tổng duyệt lễ hội Chí Linh Sơn năm 2023 vào ngày 19 tháng 5 và phần lễ chính tổ chức vào ngày 20 và 21 tháng 5 năm 2023 tại danh thắng Ma Hào, bản Năng Cát, xã Chí Năng. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ hội Chí Linh Sơn đã được ban tổ chức phân công cho các tiểu ban gấp rút khẩn trương hoàn thành nội dung kể cả phần lễ, phần hội cho lễ hội. Từ công tác tuyên truyền quảng bá cho đến việc san lấp chuẩn bị sân bãi cho buổi lễ chính và các nội dung liên quan như công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, kinh phí tổ chức đã được các tiểu ban tuyên truyền nội dung, hậu cần khánh tiết và an ninh tích cực thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và phù hợp với ý nghĩa quy mô của lễ hội. Hoạt động tuyên truyền quảng bá cho lễ hội trên hệ thống phát thanh, trang fanpage Facebook truyền hình Lăng Chánh, YouTube, cổng thông tin điện tử huyện Lăng Chánh và nội dung triển khai tuyên truyền theo hình thức trực quan qua pano khẩu hiệu, băng rôn cũng như công tác lựa chọn người tham gia và tổ chức luyện tập cho chương trình nghệ thuật như màn chống hội, khua luống, trống chiêng, màn múa xòe đã được lựa chọn và được các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh thực hiện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho lễ hội Chí Linh Sơn của ban tổ chức, đồng thời cũng có những định hướng chỉ đạo để ban tổ chức thực hiện đúng tiến độ, tạo nên thành công của lễ hội. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh quyết tâm tổ chức lễ hội của Thường trực Thường vụ Huyện ủy. Thành công của lễ hội sẽ là dịp để quảng bá đất và người Lăng Chánh đến khách quan, du khách gần xa và là tiền đề để tổ chức lễ hội vào các năm tiếp theo, góp phần thúc đẩy ngành du lịch huyện nhà phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng thống nhất một số nội dung cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khẩn trương hoàn thành các cụm pano, băng rôn khẩu hiệu chào mừng dọc các tuyến đường từ trung tâm thị trấn đi xã Chí Năng. Yêu cầu những thành viên ban tổ chức đã được phân công nhiệm vụ chủ động phối hợp, thống nhất với đoàn nghệ thuật chuẩn bị tốt cho chương trình nghệ thuật của lễ hội. Đồng chí cũng lưu ý một số nội dung đề nghị ban tổ chức lễ hội lưu ý như đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, cùng với công ty Ma Hào sửa sang một số hạng mục đảm bảo khu vực tổ chức lễ hội, khu du lịch Tháp Ma Hào, bản Năng Cát sạch đẹp, để lại ấn tượng đẹp cho khách quan du khách gần xa khi đến với lễ hội.